Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay có một cái món đồ rất là hay cho anh em ạ. Đây luôn là cầm đây. Thì anh em lưu ý một chút nhé, trước khi vào món đồ này, anh em đừng quên số điện thoại của mình và Luân đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại bạn Luân ở ngay bên cạnh. Luân đẹp trai anh em nhé. 0965673502 là số điện thoại bạn Luân. Hôm nay mình về được một cái rất là hay, về kèm thùng hàng nhé bạn. Xin chào anh em. Đây, anh em nào mà gọi là biết chơi thì biết này. Hàng Nhật anh em nhé, nó sử dụng một cục pin thôi. Một cục pin thôi, duy nhất thôi. Đấy, anh em thấy không? Nó này là nó là cái mắt xa mắt anh em. Cái này ông Luân về thì ông bảo là cái mắt xa mắt. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là cũng là mắt, nhưng mà nó không phải là mắt ngang, nó là cái mắt dọc anh em ạ. Cái mắt xa mắt dọc, xin lỗi anh em. Không phải là câu chuyện cười đâu, nhưng mà nói chung là cứ nói những cái chuyện mà nó cứ liên quan đến ấy tí thì mình anh em không cười không chịu được. Đây, hàng nó về với chả hiểu bên Nhật nó nghĩ thế nào nó lại gửi về cho mình cái này. Nhớ anh em. Úi giời ơi. Nó rung mỗi người. Buốt luôn anh em ạ. Đây. Gì luôn này. Úi giời ơi. Tê. Rung lắm anh em ạ. Nói chung là nó rung giật phết đấy. Rất là hay, đúng không? Có cả móc đeo này, đúng không? Cái hàng này thì anh em nào mà mua về tặng chị em cũng được. Hôm nay nhá, cái này nhá, mình xin thưa với anh em là anh em mua bất kỳ cái món đồ nào của video ngày hôm nay, mình sẽ tặng kèm cái này. Ok chưa anh em? Mình sẽ tặng kèm cái này. Mặc dù mình biết cái hàng này thì không biết giá trị là bao nhiêu, nhưng mà có thể là hàng tàu thì rất là nhiều trên thị trường, nhưng đây nó là hàng Nhật anh em nhé. Đây này. Đấy, hàng Nhật luôn anh em nhé, nguyên hộp luôn. Đấy, anh em thấy không? Nguyên hộp. Mình dịch cho luôn tiếng Nhật, bạn dịch cụ tớ được không? Thôi không dịch đâu. Không dịch đâu rồi. Nói chung nó là cái máy massage mắt anh em nhé. Vâng, máy massage mắt rất là ổn định. Pin này vẫn còn nguyên, pin dùng quá khét luôn, anh em thấy không? Này, dùng nhá. Rất là ẩm ý luôn. Ok chưa? Rồi, mất 2 phút của video với cái đồ vớ vẩn này rồi. Được, phải. Ok, tặng đồ ấy là đồ tặng anh em nhé, không bao giờ phải nghĩ luôn. Tiếp đến đây thì sẽ là hai con túi da. Xin thưa với anh em, hai con này là size nhỏ nhẹ luôn nhỉ. Thì túi da lại tiếp tục về phục vụ anh em. Hai dòng túi da cực kỳ VIP tại bên cửa hàng mình. Và xin thưa với anh em, hàng này đều là hàng gọi là hàng chuẩn từ Nhật về anh em nhé. Và nói đúng ra nó là hàng nhảy anh em ạ. Tại sao gọi nó nhảy? Tại vì nó là hàng gọi là cho những anh em yêu lao động ở bên Nhật lôi ra từ nhà máy anh em nhé. Thì con này thiếu duy nhất một cái logo, tôi thiếu công đoạn cuối cùng là công đoạn KCS thì nó sẽ cho ra thành phẩm và đóng logo vào. Xong là đấy là KCS thì cho ra sản phẩm trọn vẹn để vào siêu thị. Thì con này thiếu mất khâu cuối cùng là đóng logo và KCS anh em nhá. Đây, xin lỗi anh em là miếng da của nó này. Túi thì cam kết 100% anh em da thật, riêng bảo hành về da thì 5-7 năm thoải mái luôn anh em nhá. Đây, các cái móc khóa cũng là miếng da, nguyên miếng đấy. Các tấm da thì cực kỳ liền lạc anh em nhá. Đây là quay sách của nó này. Ok chưa anh em, để sách được, đeo chéo được. Và con này sẽ có bao nhiêu ngăn? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Và 1 ngăn phía sau là 5 ngăn tất cả. Và da thì sờ bao sướng luôn anh em nhé. Tất cả các khung túi sẽ được viền bo bằng một cái lớp viền cứng. Anh em sẽ nhìn thấy viền cứng rất là đẹp đúng không? Khá là ok. Đấy, nó bo này. Đỉnh luôn, con túi này thì không có điểm chê luôn anh em ạ. Và là nhiều anh em hỏi hàng mới hàng cũ, là hàng mới 100% anh em nhé. Các lớp nóc chống nước toàn bộ này anh em nhìn này. Đấy không? Cả con túi sẽ không có một sợi chỉ thừa luôn, có hai cái chốt đinh ở hai cái móc này anh em nhé, để phục vụ anh em sách nó cho chắc chắn là cái đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là tính thẩm mỹ được tăng lên. Dây đeo thì toàn bộ là dây dù anh em nhé, dây dù nhưng mà nó là cái dạng dù bóng rất là cao cấp anh em ạ. Dòng này dòng dù gần như là cao cấp nhất trên thị trường rồi. Đấy, kể cả những cái túi hàng hãng cao cấp thì nó cũng sử dụng loại dây này thôi. Đấy. Và con này riêng vào siêu thị nhá anh em nhé, thì nó sẽ là khoảng tầm 3 củ trên 3 củ. Đây, luôn ấy của tôi cái. Nó đo kích thước của tôi cái. Con này kích thước mình không nhầm thì ngang nó sẽ là 22 cm và cao nó sẽ được khoảng tầm 18 cm anh em nhá. Chờ bạn luôn tí bạn đo lại cho chắc. Không nhiều lúc đến anh em thắc mắc. Đấy, 22 cm anh em nhá, cả viền 22. Đấy. Và tiếp bên trên là 18 cm. Ok chưa? Đấy, phải chi nhớ của mình nó vẫn khét phết. Rồi. Luôn đeo của tớ cái. Đây, form đeo chéo khi mà Luân đeo vào thì sẽ như thế nào anh em sẽ nhìn qua cái video sẽ thấy con túi rất là đẹp anh em nhé. Đấy, đây là dạng túi ngang, nó mới xuất hiện trên thị trường khoảng tầm 2 năm nay thôi anh em nhé, trước đấy là toàn dạng túi đứng thôi. Đấy, ok chưa anh em, rất là ok đúng không? Cái con này làm đi du lịch đẳng cấp luôn.
Và hiện tại con này thì để cho anh em giá vẫn cực kỳ tốt, chỉ có 720.000. Mình xin thưa với anh em chưa bằng 1/3 giá của hãng luôn anh em nhá. 720.000. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là một con túi giống con túi vừa nãy thôi, nhưng mà nó sẽ là cái form form đứng anh em nhá. Form đứng này là form truyền thống nhất này. Đấy. Anh em nhìn túi form đứng. Rất là truyền thống đúng không? Một cái form kinh điển của dòng túi, và túi này gọi là túi chú bé liên lạc anh em nhá. Dòng túi chú bé liên lạc. Chất da thì bao xịn luôn, cũng như con kia thôi. Hàng nó là hàng tuần này anh em nhá. Đây. Thẻ da này, da cam kết da xịn nguyên miếng 100% anh em nhá. Và thiếu duy nhất một cái logo ở đây để làm thành phẩm này vào store thôi. Đây. Các cái móc khóa cũng bằng da hết này. Dây đeo cũng là dây dù lại bóng cao cấp anh em nhá. Có quai sách và chốt đinh, anh em thấy không? Có cái chốt đinh rất cẩn thận đúng không? Phía sau tất cả lớp da sờ bóng mịn mà. Đấy. Ok chưa? Nó sẽ có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn. Và con này chỉ có 4 ngăn thôi, ít hơn túi ngang 1 ngăn anh em nhá. Đây các lớp lót anh em sẽ nhìn thấy đây. Anh em sẽ xem bên trong. Đấy, các lớp lót cực kỳ ok đúng không? Chống nước toàn bộ. Em để đồ thoải mái luôn. Và riêng dòng da thì bảo hành 5 năm về da cho anh em và cam kết 100% da thật. Luôn đo kích thước của tôi đấy. Con này ngang nó sẽ là 18 cm đây vậy thôi đây. 18 19 cm anh em nhá. 19. Và nó sẽ cao là 23 cm với cho anh em. Đấy. Luôn đeo lên tôi cái. Và con này hiện tại giá ở bên cửa hàng mình cũng chỉ bằng tiền con kia thôi. Là bao nhiêu nhỉ? Là 720.000 anh em nhá. Nhiều lúc đầu mình hơi lú anh em ạ. 720.000. Vậy con túi nó lên khá là đẳng cấp anh em nhá. Ôi chơi nha. Đẹp anh em. Đẹp từ chân đến đầu luôn. Anh em thấy không? Hàng ngọn. Úi xời ơi. Luôn. Úi xời ơi. Xuống tấn đẳng cấp luôn. 720.000 anh em nhá. Ok. Và kể cả anh em mua túi ra thì cũng sẽ được tặng những cái gọi là cái món đồ chơi này anh em nhá. Cái món mắt xa mắt này. Mấy em lưu ý một chút là mình chỉ có một cái duy nhất thôi, thì mình xin phép là cái thể lệ của cuộc chơi thì sẽ là người đầu tiên mua hàng của video này anh em nhé, của video này. Còn người thứ hai thì xin lỗi anh em đã chậm chân và đã mất đi con mắt xa mắt rồi. Rồi. Thế đến đây thì anh em sẽ nhìn thấy một bộ dàn mini đến từ thương hiệu Tech anh em nhé. Một con rất là VIP. Con này chính là con Tech H90, một trong số những mã dàn cao cấp của Tech luôn anh em ạ. Con này có một cái rất hay thế nên giới thiệu với anh em. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua về chức năng của nó đã. Thì con Tech này, mặt nó toàn bộ mặt nhôm phay hết anh em nhé, nhôm nguyên miếng hết này, đúng không? Chơi sẽ chơi 3 đĩa CD, chơi 3 đĩa CD, ôi chơi anh em. Kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX, chỉnh bát chép phải trực tiếp trên mặt luôn anh em nhé. Có các chế độ pop, rock, equine sẵn và có chỉnh bát chép riêng biệt đây. Ba lăng này, bát chép này, bát này, ôi chơi anh em. Đấy, về này, và có chế độ rock này, flat này, được chế độ cân bằng này. Đấy. Classic vô kèo. Đấy anh em thấy không? Ok chưa? Đấy, các chức năng cơ bản. Và đây nó còn những cái chức năng như kiểu đài đóng các thứ cứ là tùy chọn ở trên mặt tất này, ba đĩa CD. Đọc cực kỳ ok anh em nhá. Đều đọc ngon hết. Và núm ở giữa là sẽ là núm volume anh em nhá. Núm volume và núm volume của bọn Tech này thì thường anh em sẽ thường thấy núm nó làm rất là dài anh em nhá. Núm dài để anh em mình có thể cầm tay vặn nó thoải mái hơn. Đấy, bọn Tech làm khá là dị. Tiếp đến cấu hình loa thì sẽ là một con loa siêu mini anh em ạ. Dòng này ra chất âm phần lời cực kỳ sáng tiếng anh em nhá. Con này thì nó sử dụng một con bát đường kính này, mình nhìn thì nó chỉ khoảng tầm là 9cm thôi, chưa được 10cm anh em nhá. Cả viền nó sẽ là 10. Đấy. Gân cao su zin và con này chơi như con toàn giải luôn. Màng sẽ màng carbon dấu núm này. Bên trên này sẽ là một con chép đôm anh em nhá. Đôm màng nhựa và cho giải mít với giải bát, con này cực kỳ ok. Và xin thưa với anh em, con này nó là dòng thiên về độ chi tiết nên là không phù hợp với những anh em thích phập anh em nhé. Thích phang phập thì con này không hợp. Con này phù hợp anh em chơi những cái phòng diện tích khoảng tầm 25m² trở về thôi. Đấy, chất âm ra cực kỳ ok. Và cặp loa thì có những một vài vết xấu anh em nhé. Đây, anh em sẽ nhìn thấy một vài vết xấu này. Đây, đấy, ok chưa? Đấy, một vài vết xấu. Anh em nhìn, đấy, mình sẽ quay chi tiết nha anh em nhé. Rồi, phía sau loa. Sau, đây. Tổng thể bộ dàn đây anh em nhé. Công suất của loa thì như anh em nhìn thấy là loa nhỏ nhưng mà công suất là 60W và trở kháng là 6 ohm một cặp thì sẽ là 120W. Đấy, ôi chưa, nhưng vì loa nhỏ ấy, thiên về chi tiết nên anh em sẽ chỉ chơi tốt ở phòng 25m² trở về thôi. Mình tư vấn anh em rất là nét nhé, thủ thời phía sau. Đấy, cặp loa. Công suất của cục dàn thì như anh em nhìn thấy sẽ là 60W và điện nguyên bản là 100V anh em nhé. Cọc loa sẽ toàn bộ là cọc loa bắp chuối tất này. Đấy. Hỗ trợ kẹp anten.
để bắt đài. Con này chỉ đài đến 90 thôi. Optical out anh em nhá, để phục vụ em xuất tín hiệu ra ngoài. Và các cái đường line in layout đầy đủ và có cả đường xuất xuất điện out anh em nhá. Có cả đường xuất điện out. Ok cho anh em. Rất là nhiều cọc cho anh em. Đấy. Và con này nó thể hiện độ VIP ở chỗ nào thì xin thưa với anh em, đây mình sẽ lật cái đít của nó lên cho anh em xem. Đây. Anh em nhìn này. Toàn đít anh em nhé, toàn thân ở bên dưới này nó không phải là nhựa hay là sắt đâu, mà tất cả là một cái miếng nhôm liền khối anh em nhé, miếng nhôm liền khối đấy. Và tất cả các cái phần liên quan đến tản nhiệt nó đều sẽ được bắt vào cái phần dưới, phần đến đế nhôm này tất anh em nhé, dài chạy thẳng từ trên xuống dưới kia đấy, để nó tản nhiệt. Và con này nó đẳng cấp luôn, nhôm siêu dày luôn, một con mà gọi là thiết kế khung bằng nhôm luôn, khung nhôm bằng nhôm nguyên khối luôn đấy, đẳng cấp ở đấy. Và hiện tại con này bình thường mà con này nhá, nó đẹp ấy thì nó rơi vào khoảng tầm 4,5 triệu. Xin thưa với anh em, và video này con này nó có một vài vết xấu anh em nhé, thì mình xin phép để cho anh em bộ này chỉ có 3 triệu tròn thôi. Ôi cho anh em TEC H90, mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhé. Xin lỗi anh em nhé, vừa lấy mãi qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở linh. Chơi anh em, một con dàn siêu mini anh em nhé, chơi cực kỳ hay và thiết kế đúng chuẩn tech của form châu Âu, mặt rất là gọn anh em nhé, và hậu thì sâu vô đối luôn. Với cho anh em đúng chuẩn tech luôn, hàng cao cấp anh em nhé, giá chỉ có 3 củ tròn. Rồi tiếp đến đây thì sẽ là một mã khá là ngon đến từ thương hiệu Kenwood. Con này thì rất ít khi có hàng ở thị trường anh em nhé. Con này chính là con Kenwood UDA77, một trong số những cái mã gọi là phát hành song song cùng với cả Kenwood K700, nhưng mà nó phục vụ cho anh em giới trẻ anh em biết. Con này thì thiết kế nó hiện đại, trẻ trung hơn con K700, nó ra cùng đời luôn. Và cái thiết kế mặt của nó thì anh em sẽ nhìn thấy nó gần như giống nhau anh em nhé, gần như giống nhau. Và đời cao của bọn trẻ thích, thế là nó sẽ hỗ trợ thêm cổng USB nữa anh em nhé. Mình xin giới thiệu đi sâu vào chức năng của con này như sau. Đầu tiên thì anh em lưu ý một chút là con này là hàng đấu giá, nó sẽ đẹp xuất sắc luôn anh em nhé, có căng cái đi kèm đẹp xuất sắc tất cả bộ luôn. Đúng rồi. Rồi. Mặt thì toàn bộ là mặt nhôm và thiết kế được giao diện phẳng. Xin thưa với anh em, mặt nhôm thì cái giao diện phẳng. Chơi đĩa CD cực kỳ ngon, và CD dòng CD siêu mỏng anh em này, nhìn thấy CD dòng siêu mỏng. Và con này chạy hai mắt 213 nên anh em hoàn toàn yên tâm, mắt cực kỳ lành anh em nhé, rất là bền. Đấy. Tiếp đến là khay MD, con này vẫn có chức năng chơi MD nữa. Bên dưới này sẽ là chơi USB thì mình giới thiệu với anh em. Cóp nhạc USB cắm vào phát nào chơi thôi, thấy chưa? Hỗ trợ thêm một cổng kết nối đến thiết bị bên ngoài ở mặt trước và một cổng phone. Cổng này sẽ có cái chế độ giải mã anh em nhé, là tức là anh em cắm cổng coaxial và nó cũng giải mã luôn, và em cắm cổng tín hiệu thường nó sẽ nhận tín hiệu thường. Thế tùy anh em các cách kết nối thôi. Con này thì nó sẽ có chỉnh bát chép trực tiếp ở trên mặt luôn anh em nhé. Setup này, đây anh em nhìn nhá, setup này đúng không? Đây, sao setup này đúng không? Ấn xuống enter nhá, D bát này. Đấy, chỉ xuống dưới là tông này. Đấy, bát này, anh em thấy không? Đấy, nó còn manual equal, tức là chỉnh equal 7 giải luôn anh em nhé. Đấy, bát đúng không? Đấy, 4 này. Gạt sang bên này sẽ chép này, đúng không? Ok chưa? Đấy. Rất là nhiều chức năng manual equal này. Anh em thấy đấy, user 1 này, chọn nha, nó có cái bộ nhớ equal cho anh em mình đấy. Đời cao nó thế đấy nhá anh em nhá. Rất là hay đúng không?
màn hình thì rất là sáng đẹp đấy, Equine đôi 467 giải Equine anh em nhá, từ thấp đến cao là anh em thì tùy chỉnh, ok chưa? Đấy, đấy là chức năng này. Các cái đèn nút này anh em sẽ nhìn thấy cái bộ đèn hát lên rất là đẹp đúng không? Đấy. Còn các cái chức năng đây là input, các nút chọn này. Đấy, các cái nút chọn rất là đầy đủ. Nói chung con này nó là một con đẹp luôn. Các cái nút volume anh em nhìn thấy nha. Nó cắt tiện, phay cực kỳ nét anh em nhá, rất là nét. Rồi. Thì đấy là cục âm ly và anh em sẽ nhìn thấy dòng này đấy đánh bốn con sò than, mỗi bên hai con sò than to anh em nhá. Đấy. Con này sẽ đánh được cả âm ly ở cả cặp loa bass 30cm luôn. Cục này đánh khá là hay và chi tiết. Rồi. Size thì khá lớn anh em nhá, size ngang của tầm 28cm cho cái âm ly này. Size như size của dàn trung luôn. Tiếp đến là cấu hình loa thì xin thưa với anh em, loa con này sẽ là loa sử dụng con bát đường kính là 11cm, gân gọi là gân lụa tẩm dầu anh em nhé, gân lụa tẩm dầu. Con này sẽ bền vĩnh viễn với thời gian luôn. Màng loa sẽ là màng carbon và núm này sẽ là núm dấu núm luôn anh em nhé, dấu núm, không có núm luôn. Cột hơi mặt trước này và bên trên này sẽ là con chép đôm màng nhựa của thằng Kenwood cho chất âm cực kỳ ok. Thùng nó làm cắt vát anh em nhỉ, nó bò vát này. Thùng như thùng đúc anh em ạ, như thùng đúc luôn. Vậy, tiếp phía sau. Và con này nó là cái thùng này, vỏ thùng giả nhôm anh em nhé. Giả nhôm, nhìn nó rất là hiện đại. Với những anh em nào mà nhà thiết kế mà nó hiện đại, con này rất là phù hợp. Phía sau, công suất của loa sẽ là 20W và trở kháng 6 ohm anh em nhé. Nhưng mà cặp loa này mình đánh giá nó chơi tốt ở những phòng diện tích của tầm 35m2 trở về anh em nhé. 35m2 trở về nó chơi ngon. Công suất của con này thì công suất âm ly rất là lớn, 66W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Đây là cái hỗ trợ cổng thẻ nhớ này, SD này. Tiếp đến là kẹp anten FM phục vụ nghe đài anh em nhé. Con này đủ 108 anh em dò full đài Việt Nam luôn. Kẹp và loa sẽ đánh loa hỗ trợ từ 6 đến 16 ohm, trở kháng loa rất là rộng. Tiếp đến là cổng AUX để cái đôi thiết bị bên ngoài và cổng D audio nó sẽ là cả cổng giải mã anh em nhé. Con này sẽ giải mã Corsian được này. Đấy. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là cổng sub điện A anh em nhé, sub điện A và cái dây nguồn con này thì như dây đồ cơm điện luôn, dây cực kỳ to anh em nhé, dây rất là to. Và đây là củ chống nhiễu anh em nhìn thấy không, củ chống nhiễu to như quả trứng, gọi là trứng gà con so luôn. Trong số những cái dòng gọi là con này cũng thuộc vào dạng cao cấp anh em nhé, cao cấp luôn. Và hiện tại mã dàn này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu, mã dàn Kenwood UDA 77 anh em nhé, mình đang để cho anh em cả bộ con này chỉ có 4 triệu tròn thôi anh em nhé, 4 củ tròn cả bộ này, ok cho anh em. Một cái bộ mà chất như Kenwood K700, thiết kế hiện đại hơn K700 mà giá lại rẻ hơn K700, 4 cục, xin lỗi anh em. Qua lây thử nhạc cho anh em nhé. Và tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Và mình sẽ bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em, ok chưa? Đấy. Test nhạc một đoạn như thế thôi, anh em đã thấy đủ thấy là chất âm này nó ngon như thế nào rồi, đúng không? Và hiện tại mã dàn này mình đang để cho anh em giá chỉ có 4 củ tròn anh em nhé, cho cái mã Kenwood UDA 77. Rồi, tiếp đến bên này, với những anh em thích dàn Kenwood nhưng mà rẻ thì đây là một cái mã giá rẻ cho anh em nhé. Chính là con Kenwood cao cấp, Kenwood SL3. Và xin thưa với anh em, một cái mã rất ít khi mà gọi là có hàng về, tại vì nó một trong số những con rất là cao cấp trên thị trường rồi anh em nhé, mã dàn giá rẻ nhưng mà cao cấp của loại giá rẻ anh em. Đầu tiên mặt nó em sẽ nhìn thấy toàn bộ đây là gương tất anh em nhé, toàn bộ gương tất, màn hình thì rất là sáng đẹp, có cái đèn nền màu xanh rất là nổi bật. Rồi bên trên này sẽ là hỗ trợ cassette anh em nhé, cassette con này cực kỳ mới và mình đoán sẽ đọc luôn này. Đấy. Chơi MD, chơi CD anh em nhé, CD đọc mắt 213 khá là lành, anh em hoàn toàn yên tâm chất lượng đọc đĩa con này rất là ok, và CD gọi là nói chung là 0.3. Con này có cái hay ở chỗ con này mà tại sao mà gọi là VIP, tại vì nó có một cái giải chỉnh tất cả equalize, tất cả cái kiểu giả lập âm thanh ở hết cụm này anh em nhé. Đây các cụm phím này và anh em sẽ điều chỉnh bằng cái nút này. Đấy, anh em thấy không, D-bass này đúng không? Đấy, giữa này sẽ là một phím volume, nhiều anh em không biết chỉnh đâu, cái phím gạt xung quanh này anh em nhé. Đấy, ok chưa? Và con này thì sẽ có FM đủ 108 dò full đài Việt Nam, kết nối điện thoại máy tính TV thoải mái luôn anh em nhé, qua cổng AUX. Đây AUX anh em sẽ mở này ra, bấm AUX bên dưới này anh em nhé, ok chưa?
Cấu hình loa thì con này xin thưa với anh em là nó sẽ bao gồm một con loa bass đường kính là 12 cm, gân lụa tẩm dầu cực kỳ đẹp luôn. Màng sẽ là màng carbon đen xì luôn anh em nhé, dấu núm. Bên trên này sẽ là con chép, dòng chép đôm màng nhựa đỉnh luôn. Và con này nó ghép một cặp loa rất fit anh em nhé, kẹp loa này không khác gì cặp loa VIP bên này luôn. Ôi cho anh em, mà cái bass này còn to hơn nữa. Đấy. Thụt hơi thì thụt hơi gọi là thụt hơi mặt trước. Bass nó sẽ đập phục phục vào mặt anh em mình nghe cực lực luôn. Ôi như anh em thích bass thì không thể bỏ qua con này được. Con này một trong số con cấp cao cấp về bass anh em nhé. Đây. Tổng thể bộ da rất là ok. Công suất của loa sẽ là 30W và trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ 60W, chơi tốt những phòng diện tích 35m² trở về anh em nhá. Đây. Cục dàn công suất cực lớn 85W, ok cho anh em, điện nguyên bản 100V. Kẹp anten FM phục vụ em nghe đài này. Kẹp loa hỗ trợ loa từ 6 đến 16 ohm. AUX input phục vụ anh em kết nối thiết bị bên ngoài có cổng AUX này, và dưới này sẽ là đường sub điện out anh em nhá. Ok chưa? Tổng thể cả bộ rất là ok. Và hiện tại cả bộ này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại cả bộ thì mình đang để cho anh em với cái giá siêu tốt luôn là chỉ có 1.650.000 anh em nhá. Cho bộ Kenwood SL3. Giá này gọi là giá tụt quần rồi anh em ạ. Anh em đừng tụt nốt cái quần xịt của mình nữa được anh em nhá. Ok, qua lấy thử nhạc cho anh em xem. Xin lỗi anh em nhá. Con này mình test lại đĩa thì bây giờ đây, nó lại báo check đích rồi anh em ạ. Check đích rồi. À, tức là kiểm tra lại mắt, mà nói chung là mình cũng lười dọn anh em nhé. Và mình xin phép con này đang 1.650.000 thì mình thanh lý cho anh em về kết nối điện thoại, máy tính, tivi, nghe AUX các kiểu thì mình để cho anh em giá là 1.500.000 anh em nhé. CD này anh em nhé, CD báo check đích. Anh em nào về tháo ra lau mắt thì chắc là ok, mình lười mình không làm đâu. 1.500.000 anh em nhé. Kenwood SL3 cuối cùng luôn. Đây để bạn luôn mà test nhạc cho anh em. Rồi bỏ đi. AUX không phải test. Chất âm rất ok đây. Bạn cắm AUX chưa? Rồi, test lấy nhạc từ bên con này vậy. Đây. Chơi CD. AUX. Đoạn nhạc không lời để cho anh em biết được tí chất âm con này thôi. Nói chung con này rất là ngon anh em ạ. Trong tầm giá 1.500.000 mình thấy khá khó con nào mà bỏ qua được con này đâu. Tại vì giá bây giờ là mình test cho anh em về tự lau mắt thôi, chứ mình không thời gian mình dọn. 1.500.000 anh em nhá. Ok chưa? Rồi. Tiếp đến cuối cùng của ngày hôm nay thì sẽ là cái mã dàn số 05, chính là một con cao cấp của thằng Sony anh em ạ. Con này nó chính là con Sony M75 HD anh em nhá. Xin thưa với anh em là con này đẹp xuất sắc luôn. Anh em, chất âm xuất sắc luôn. Chứ con này không đẹp xuất sắc anh em ạ. Con này đây, anh em sẽ nhìn thấy đây. Mặt nhôm nó đây, nó bị gọi là bị ố anh em nhé. Mặt nhôm trên này nó ố này. Đấy, con này ố, đúng không? Nhưng mà bù lại thì con này thì nó là một trong số những con dòng rất là VIP của thằng Sony. Nên chất âm nó rất được chỉnh chu anh em nhé. Dòng Netsuke anh em ạ, Netsuke. Rồi, mình sẽ giới thiệu chức năng của con này sẽ như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy này, toàn bộ cái màn hình ở bên trên này, màn hình LCD cực kỳ nét luôn, như một cái tivi thu nhỏ anh em nhé, như một tivi thu nhỏ. Các phím chức năng điều hướng ở tất trên này anh em nhé. Đây, và mặt trước sẽ có cái phím chức năng play các kiểu cũng ở mặt trước luôn. Đây là volume này, đúng không? Bên trên này thì sẽ hỗ trợ này, cái màn hình anh em nếu có gập lên gập xuống rồi anh em nhé, gập giữa này, hỗ trợ một cổng USB để anh em chép nhạc vào ổ cứng. Và xin thưa với anh em, ổ cứng con này sẽ tích hợp ổ cứng 250GB con này anh em nhé, ổ
cứng rất là lớn anh em, lưu cả thế giới trong này này, một cái dock iPod anh em nhé, à một cái dock Walkman nữa anh em, con này thì không chơi iPod chơi Walkman, các cổng audio in kết nối là cổng phone này, ở mặt trước tất, ở mặt trên tất xin lỗi anh em, không phải mặt trước. Và đây mở bên dưới này ra anh em sẽ nhìn thấy một khay học là học CD và một bên là MD, mọi chức năng con này hoạt động hoàn hảo tất anh em nhé, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo tất. Ổ cứng 250GB lưu cả thế giới cho mày luôn. Anh em mình cứ có đĩa gốc xịn mượn về chép thẳng ổ cứng lần sau nghe là ok. Cấu hình loa sẽ bao gồm một con loa bass đường kính là 12cm, gân lụa tẩm dầu cực kỳ mềm luôn, dòng gân lụa tẩm dầu nhưng siêu mềm. Màng bass sẽ là màng trắng anh em nhé, màng giấy trắng cho tiếng bass rất là ấm tiếng, giải mít con này thì cực kỳ dày. Bass đánh của Sony thì cực kỳ lực luôn. Bên trên này sẽ là con chép giấy này và cặp loa này cũng là một cặp loa VIP đi kèm anh em nhé. Đây phía sau tổng thể anh em sẽ nhìn thấy đúng không? Con này sẽ hơi xấu một chút ở phía cặp loa anh em nhìn nhé, đây cặp loa sẽ hơi xấu một tí ở phía sau anh em nhé, đây cũng vậy, ok chưa anh em, những chỗ xấu này. Đấy. Công suất của loa thì không thấy ghi nhưng mà trở kháng là 8 ohm và một cặp thì sẽ là mình ước lượng nhé, công suất mỗi chiếc sẽ là 50W, một cặp sẽ là 100W. Anh em chơi tốt trong phòng diện tích 40m2, tại sao mà với những dòng Sony ấy nó đánh rất là lực anh em ạ, nên là thành ra phòng 40m2 chơi thoải mái luôn. Âm ly này, công suất của âm ly sẽ là 50W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Hỗ trợ một cổng USB phía sau, một cổng mạng này anh em này, chơi nhạc mạng được anh em nhé. Tiếp đến là cái jack xuất video, chắc là video để phục vụ xuất video từ Walkman ra thôi. Đây là các cái đường vào ra của các cái thiết bị bên ngoài, AUX ấy, gọi là cổng AUX ấy, đây là kẹp loa anh em nhé. Hỗ trợ loa trở kháng 6 ohm thấp nhất. Thấp nhất là 6 ohm, còn những ohm cao hơn thì thoải mái, đây là kẹp anten 2MFM phục vụ nghe đài. Nhưng mà con này đài nó sẽ chỉ đến 90 anh em nhé. Ok chưa? Tổng thể bộ dàn đây, nó là một con rất VIP, cục dàn siêu nặng luôn, đầm để trông như một cái bếp từ anh em nhé, như bếp từ luôn. Và hiện tại giá con này thì mình xin phép, bình thường những con VIP này giá nó sẽ là 3,5 triệu anh em ạ. Những cái mã này thường 3,500,000 với những con Sony ổ cứng 250GB, hàng VIP máy nào. Nhưng mà video này, con này thì như anh em nhìn thấy hình thức nó không được đẹp lắm, thì mình xin phép xả cho anh em chỉ còn 2,500,000 anh em nhé, 2,500,000 cho cái mã Sony M75HD em nhé. HD ở cuối này nó ký hiệu là của ổ cứng đấy, HDD đấy. Có lây nha, anh em biết chất âm này như này, đánh cực kỳ lực luôn anh em. Ok chưa anh em? Và tiếp đến nhé, chiều cứng anh em xem, biết chuồn con nhạc chiều cứng không? Đây, ổ cứng play phát nhạc này, và nó có những cái nút cóp nhanh này anh em nhé, đi ổ cứng này, HD Direct cóp phát sao ổ cứng luôn anh em nhé. Đây. Lưu cả thế giới trong một máy luôn. Và hiện tại giá con này cực kỳ rẻ luôn, 2,500,000. Và xin đưa với anh em, con này giá xuất xưởng gần 20 củ anh em nhé. Giá xuất xưởng đâu? Gần 20 củ nào? Nó gần 1.000 đô, nó phải hơn 20 triệu anh em nhé. Đấy. Mà bây giờ chỉ còn 2,5 triệu thôi. Giá cực kỳ tốt, từ ngày gọi là mạng internet lên ngôi thì những con ổ cứng này bắt đầu xuống giá. Và hiện tại giá đang rất là tốt rồi, có 2,5 triệu thôi anh em nhé. Rồi, cái video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em một buổi tối rất là vui vẻ bên gia đình. Và anh em nào muốn vợ mình vui thì có thể mua cái massage mắt này về cho vợ massage cho đỡ đau mắt anh em nhé, nhất là trong cái mùa đau mắt đỏ này. Ok, xin chào anh em.